Nếu có tâm tin hiểu, thấy hết Phật ba đời, mắt người đó thanh tịnh, vào được biển chư Phật. Lúc đó, vị già thần Phổ Đức Tịnh Quang muốn thuật lại nghĩa lý môn giải thoát này vừa nói ở trên, vì thiện tài đồng tử, mà nói cậy dưới đây. Nếu có tâm tin hiểu, thì sẽ thấy hết tất cả chư Phật, đời quá khứ hiện tại vị lai ba đời. Mắt của chúng sinh đó thanh tịnh sẽ vào được biển pháp môn của chư Phật. Người quán thân chư Phật, tướng thanh tịnh trang nghiêm, một niệm sức thần thông, pháp giới đều đầy khắp. Người hãy quán pháp thân của chư Phật, dùng 32 tướng tốt thanh tịnh và 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân, một niệm sức thần thông diệu dụng, đều đầy khắp tất cả 10 phương pháp giới. Lô xá na như lai, đạo tràng thành chánh giác, trong tất cả pháp giới, chuyển pháp luân thanh tịnh. Lô xá na như lai, tại đạo tràng này thành chánh giác, hết thảy tất cả pháp giới, tận hư không khắp pháp giới, Ngài đang ở đó chuyển bánh xa diệu pháp thanh tịnh, giáo hóa chúng sinh. Như lai biết pháp tánh, tịch diệt chẳng có hai, tướng thanh tịnh nghiêm thân, khắp hiện các thế gian. Như lai biết pháp tánh là tịch diệt chẳng có hai, nhưng vẫn dùng 32 tướng tốt thanh tịnh và 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân, khắp hiện tại tất cả thế gian. Thần Phật không nghĩ bản, pháp giới đều đầy khắp. Khắp hiện, tất cả cõi, tất cả thầy đều thấy. Pháp thân của Phật không thể nghĩ bàn, cho nên pháp giới đều đầy khắp, tận hư không pháp giới. Khắp thị hiện nơi tất cả cõi nước chư Phật, tất cả đều thấy ở trong pháp thân của Phật. Thần Phật thường quang minh, đồng tất cả bụi cõi, đủ thứ sắc thanh tịnh, niệm niệm khắp pháp giới. Thần Phật thường phóng đại quang minh, bình đẳng, chiếu khắp tất cả bụi cõi, tận hư không khắp pháp giới. Đủ thứ sắc thân thanh tịnh của Phật, niệm niệm đều đầy khắp hư không pháp giới. Chúng ta đều đang ở trong pháp thân của Phật, bất quá chúng ta tự mình chẳng biết đó thôi. Một lỗ lông Như Lai phóng quang không nghĩ bàn, chiếu khắp các quần sinh, khiến họ diệt phiền não. Một lỗ chân lông của Như Lai đều phóng ra quang minh không thể nghĩ bàn, chiếu khắp hết thảy chúng sinh, khiến cho họ diệt trừ phiền não. Dù chúng sinh mắng chửi hủy báng, đều chẳng có phiền não. Một lỗ lông Như Lai sinh vô tận hóa Phật, đầy khắp nơi pháp giới, trừ diệt khổ chúng sinh. Một lỗ chân lông của Như Lai sinh ra vô tận hóa Phật, đầy khắp tận hư không pháp giới, trừ diệt thống khổ của chúng sinh. Phật nói một diệu âm, tùy lai đều hiểu được, khắp mưa pháp rộng lớn, khiến phát bồ đề tâm